Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 7 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! E. Writing. Number 1. Make sentence using the words and phrase below to help you. Remember to change the forms of some words. Câu này có nghĩa là chúng ta hãy hoàn thiện câu. Nào, hãy hoàn thiện câu, nào, tạo các câu, sử dụng các từ và cụm từ phía dưới để giúp chúng ta, nào, để giúp bạn. Và hãy nhớ là thay đổi cấu tạo của một số từ. And number one, nào, chúng ta có câu đầu tiên. Chúng ta có chủ ngữ đó là mình. Và động từ fight. Và vì mình là ngôi thứ ba số ít, cho nên là động từ fight chúng ta phải thêm S. Mình fights volunteer activities. Mình thấy có hoạt động tình nguyện. Interesting là thú vị, đúng không? Rất là thú vị. Interesting. Và chúng ta sẽ nối bằng một liên từ, đó là liên từ because. Bởi vì he can meet new people. Có nghĩa là mình thì thấy có hoạt động tình nguyện rất là thú vị, nào, bởi vì có thể gặp gỡ được nhiều người mới. Rồi, and number 2. Chúng ta có chủ ngữ là we. Rồi, và đồng thời thì chúng ta thấy là trong câu chúng ta có last summer, là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Nào, vì vậy động từ join này chúng ta phải thêm ed. We join community activities to help needy people last summer. Có nghĩa là chúng tôi nào đã tham gia các hoạt động cộng đồng nào để giúp đỡ những cái người khó khăn vào mùa hè năm ngoái. Number 3. Nào, chúng ta cũng có từ last summer, tức là mùa hè năm ngoái. Nào, vì vậy câu này chúng ta sẽ chia ở thời quá khứ đơn. Chủ ngữ là we, nào chúng tôi, we learned teamwork skills when we joined. Chỗ này chúng ta cũng phải chia thì quá khứ. Join some clean up activities last summer. Có nghĩa là chúng tôi đã học được cái kỹ năng làm việc nhóm khi mà chúng tôi tham gia một số hoạt động dọn dẹp vào mùa hè năm ngoái. And number 4 là chúng ta thấy có từ if, là có nghĩa là câu điều kiện. Và ở đây thì chúng ta sẽ chia theo câu điều kiện lại lại một, là bởi vì có từ can. If you love nature, you can join our green neighborhood project. Có nghĩa là nếu mà bạn yêu thích thiên nhiên thì bạn có thể tham gia cái dự án khu phố xanh của chúng tôi. And number 5.
Ở đây thì chúng ta sẽ nối hai câu này với nhau bởi liên từ because. I join the recycling project because I want muốn cái gì đó đúng không nào? Want to help protect environment. Có nghĩa là tôi tham gia cái dự án tái chế nào bởi vì tôi muốn góp phần bảo vệ môi trường. And number six, you need two patient and caring when you take care of pets. Có nghĩa là bạn cần phải kiên nhẫn và quan tâm khi mà chăm sóc thú cưng.